SC2SC nè, bây giờ đi làm giờ. Rồi là quán ba chỗ này là lầu 15. Lầu 15 nó có những cái chỗ này cho họ ngủ nè. Cái xanh lát nè. Quay xem. Rất là hay. Có cái chỗ bar cho họ uống nè. Ông lên trên này, ông lên. Bây giờ ông thấy chắc năng không thấy giờ ở đâu rồi, lại đi xuống rồi. Thấy không? Thấy xem. Thứ hai này, nước là hồi lên trên nước nè. Tiếp nè. Tiếng nè. Thuyền á, có nhiều chỗ đi á. Bên này mình đi shopping vậy đó, mình cứ khách tham mình đi, mình đi, đi từ từ thôi. Thoải mái. Ngày thứ hai là chỉ có đi bộ lầm dầm. Được rồi, có gì quay thôi. Shopping là hình dòng. Hôm nay là ngày thứ hai để shopping. Đây là floor cái lầu 4. Thôi đi dòng này nè anh. Anh, thôi. À, đây nó bán áo, bán đồ, bán nón. Là chỗ cái giặt khác nè. Mỗi một đêm nó trình diễn nè. Có những cái show. We got some great jewelry awards. So these are the sort of accessories that you can find in our gift shops as well. They have t-shirts, perfumes, accessories, sunglasses for you, scarves.
Check it out. Everything in the gift shops is tax and duty free. And they got sale after sale all throughout the cruise. Right now, let's raffle away this prize right here from Sam. And you also get the pizza. 655-139. Sam is now your assistant for the entire cruise. Where is that? Over there. Go on. There we are, Sam. Thank you. Let's hear from Sam, everybody. Fantastic. Yeah. You look great, mate. We've also got the spa on board. Mọi thứ hầu như là shopping nè. Rồi có casino nè. Có cái quầy bar, lầu bar nè. Phía dưới nè, cái bộ xuống nè. Rất là hay. Ông thì giống như anh Thái anh thì không đó, kiểu anh Thái cũng điện anh vậy đó. Chỗ này bán rượu nè, nó chia ra đẹp ha. Cái này là cái casino ha. Cái này là chỗ bán áo nữa. Ở phía trên lầu 5 cũng có cái chỗ shopping nữa, mình có thể đi bộ lên. Đi làm dầm, đi xe cộ. Đây mình mua đồ bất cứ cái gì trên thuyền là mình không phải trả thuế, gọi là duty free, không phải trả đồng nào. Mình sẽ có những ngày họ sale đồ được lắm, được tiền kẹo nữa. Đây là tiệm dầu thơm nè, tiệm bán make up nè. Okay, thứ hai là chỉ có đi lầm nhầm như vậy thôi. Mình quay cho các bạn coi được cỡ nào là quay đó. Như hôm nay nè, nó có cái ngày nó bán đồng hồ nè. Where is this one? Ocean. This one là, is this a bar? Spa? Đây, bây giờ mình đi qua cái dãy này, đi xuống cái phía đuôi của cái tàu này. Then, cái này là nước ha. Rồi mình lấy nước, cà phê, bất cứ cái gì, xong ăn, xong lấy đồ, xong mình ra đó. Đây, ăn trưa đây. Theo coconut hôm nay. Two would be good. Chỗ này là chỗ mình bỏ đồ.